sẽ cùng với em của mình bé Bo làm món bánh gạo cay Hàn Quốc, còn mình gọi là tteokbokki. Thì hôm nay cái nguyên liệu mình cần để sử dụng làm cái món tteokbokki á là cần có bánh gạo này là bánh gạo nhân phô mai, còn bánh gạo này là bánh gạo thường thôi. Thì với lại cái gói gói nước sốt tteokbokki này á, mình có thể mua ở mấy cái tiệm bán đồ Hàn Quốc á. Và cái còn cần thêm hai cây xúc xích. Trứng gà này á, mình cần một trứng thôi, mình đã luộc sẵn rồi. Đây là tôm viên và cá viên, mỗi loại này thì mình sử dụng 100g thôi nha. Đây là một nửa củ hành tây mình đã sắc rồi nè. Chút xíu tỏi và mè thì khoảng một muỗng cà phê thôi. Còn cái này thì hai muỗng, cái này là ớt Hàn Quốc luôn đó, nhưng mà mình để cũng hơi lâu nên nó cũng nhẹ mèo chút xíu. Còn cái này là cái nước sốt này nè, nhưng mà mình chế ra sẵn rồi các bạn. Chút xíu hành ha. Giờ mình bắt đầu vào là món tteokbokki nha. Mình cho một ít dầu vào, phi cho cái phần tỏi của mình nó thơm. Sau khi mà mình phi cho tỏi nó thơm đó, mình sẽ cho cái phần hành và hành tây vào luôn nha. Để mình đi chuẩn bị một chút xíu nước. Mình cho thêm nước vào nha, khoảng nửa nồi thôi. Rồi, để nắp cho chờ nước chín sôi rồi mình nấu tiếp nha. Thời gian chờ đợi nước nó sôi thì mình sẽ đi cắt cái phần xúc xích và lột cái quả trứng này nha. Sôi trở lại nữa thì mình sẽ cho cái phần thức ăn này vào. Nhìn thôi là cảm thấy là như là cấp độ 2, cấp độ 3. Khi mà mình bỏ tất cả cái phần thức ăn này vào thì mình để cho bếp nó sôi khoảng từ 5 tới 6 phút nha, cho nó đặt cái nước lại. Dẫn nha.
tôi mì gì, tôi ngày tôi kỳ Hàn Quốc tại nhà. Chứ hồi kia mà mình đi Hàn Quốc á thì mình có thưởng thức món này bên đó, thì mình thèm quá thì mình sẽ tự lăn vào đó thôi. Và ngon thì các bạn hãy like và share cho mình nhé. Các bạn